thưa quý vị và các bạn minh hải miền đông hôm nay gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy cay đắng xót xa của một người phụ nữ sau đây kính mời quý vị và các bạn lắng nghe theo dõi về câu chuyện này Tuổi thơ của tôi Tuy thiếu bố nhưng lại được mẹ và anh bổ đắp tình cảm Tôi cảm thấy rất ấm lòng Sau khi bố qua đời Mẹ một mình nuôi nấng hai anh em tôi khôn lớn Từ nhỏ anh trai tôi đã rất chiều chuộng và yêu thương tôi Trong trí nhớ của tôi Anh là người thay thế mẹ cơm nước Làm việc nhà Hễ có thứ gì ngon anh đều để dành cho tôi Và đứng ra bảo vệ tôi khi bị lũ trẻ trong phố bắt nạt. Tuổi thơ của tôi, tuy thiếu bố nhưng lại được mẹ và anh bù đắp tình cảm. Tôi cảm thấy rất ấm lòng. Khi anh ra trường đi làm, có lương, rồi tôi vẫn còn đi học. Nhờ tiền lương của anh, tôi được sống đầy đủ. Hàng tháng, anh còn cho tôi tiền tiêu vặt. Dù đã khôn lớn, nhưng trong mắt của anh trai, tôi vẫn còn bé bỏng nên được anh đặc biệt quan tâm rồi đến khi đi làm anh trai vẫn chưa lấy vợ nhưng tôi đã có người yêu mẹ thúc giục anh sớm tìm bạn gái thì anh tâm sự con phải lo cho cái nga nó yên bề ra thất con mới tính chuyện cưới sinh của mình lần đầu tiên tôi dẫn bạn trai về ra mắt anh vui mừng lắm còn tự tay làm một bữa cơm nhiều món ngon hôm đó anh còn nói với người yêu tôi sau này hai đứa mà cưới anh cho em gái hẳn một tỷ làm của hội môn chúng mày có thể thoải mái kinh doanh hoặc đầu tư thêm không phải lo về kinh tế anh chỉ có mỗi cô em gái này thôi chú phải tốt với nó nhé tôi nhíu mày nói anh nói gì vậy em không lấy đâu anh hãy để tiền mà lo lấy vợ anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu tôi như thời con nít. Đám cưới của tôi được diễn ra linh đình và như đúng lời hứa. Anh trai lo toan tất cả, lại cho tôi một tỷ tiền của hồi môn. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi không vất vả, nhưng đôi lúc vợ chồng cũng bất đồng quan điểm. Mỗi lần tôi buồn, anh trai đều đứng ra hòa giải và thuyết phục tôi nhường nhịn chồng. Anh cũng mong tôi hạnh phúc, thì anh mới yên tâm làm ăn được chuyện đang yên lành thì bỗng dưng anh trai tôi làm ăn thua lỗ biết chuyện tôi đưa cho anh tiền để trả nợ tôi nghĩ cuộc sống của tôi được như ngày hôm nay là nhờ anh trai nhưng khi chồng biết được lại mặt nặng mày nhẹ tôi tức lắm vì rõ là anh trai cho hai đứa nhiều như thế đến lúc anh gặp khó khăn thì chồng lại quá keo kiệt nhớ lời anh trai dặn phải đối xử mềm mỏng với chồng tôi lại cố nhún nhường ở tuổi gần 40, anh trai tôi mới dẫn bạn gái về ra mắt. Tôi thực sự mừng cho anh vì chị dâu tương lai trông rất hiền lành, đức độ. Khi anh đám cưới, tôi mạnh tay mừng 500 triệu đồng. Tôi nghĩ đây là món quà nhỏ so với những gì anh đã làm cho tôi trước đây. Tôi hỏi ý kiến của chồng, anh không đồng ý, nhưng là người cầm kinh tế trong nhà, tôi chủ động rút tiền đi mừng. Nhưng tôi thật không ngờ Sau khi đám cưới xong Chồng trở về nhà trước Tối muộn tôi mới về nhà Sau khi thấy chiếc vali chồng để ở cửa Tôi vào nhà thì chồng nói Em đi luôn đi Được rồi đấy Em dám lấy tiền mừng anh trai mình như thế Dù biết anh không có đồng ý Em vẫn muốn làm theo ý mình Cái gì cũng chỉ biết anh trai mà thôi Nghe đến đây Tôi thất vọng vô cùng Quay lưng bỏ đi không nói một lời nào tôi sẽ quyết định ly hôn với người đàn ông như vậy nếu cứ tiếp tục cố sống tôi cũng khổ và không được thoải mái hãy cho tôi một lời khuyên với vâng kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai vợ vừa sinh con xong về đến nhà mẹ nói gì đó khiến cả nhà tôi như muốn nổ tung hoàn cảnh gia đình tôi khá khác biệt. Bố có hai đời vợ. Khi vợ đầu của ông qua đời, để lại con trai nhỏ thì chẳng bao lâu. Bố lấy mẹ tôi làm vợ hai, rồi sinh ra tôi. Thế là tôi có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Dù khác mẹ nhưng ngay từ nhỏ chúng tôi rất thân thiết, xem nhau như anh em ruột. Anh trai cũng rất yêu thương tôi. Hệ có đồ gì ngon và đẹp anh đều nhường cho tôi. Với anh, Tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt Một sợi dây gắn kết mà khó người nào có được Vì điều kiện gia đình khó khăn Nên học xong lớp 12 Thì anh bảo với bố mẹ không đi học nữa Muốn đi làm giúp đỡ gia đình Nhờ đồng lương của anh Tôi được ăn học đầy đủ cho đến hết đại học Ngày tôi ra trường Thì anh cũng lập gia đình Vợ chồng anh ở chung với chúng tôi Nhưng rất hòa thuận tôi thấy hiếm có gia đình nào được như nhà tôi luôn biết nhìn nhau mà sống với sự quan hệ và giúp đỡ của anh trai tôi trở về quê làm giáo viên dù lương không cao chỉ đủ sống bình dị nhưng tôi vẫn hài lòng với những gì mình có nhưng mãi mẹ chưa thấy tôi có bạn gái nên suốt ruột bà cứ thức giục tôi cưới xin rồi lại tâm sự bảo mày không lấy vợ đi rồi đất đai nhà này lại thuộc về anh trai mày tất Tôi thấy mẹ vẫn có điều gì Có phân biệt đối xử giữa con ruột và con của chồng Nên cũng khuyên mẹ không nên làm như vậy Dưới áp lực của mẹ tôi Tôi hẹn hò với một cô gái ở làng bên Chỉ trong 6 tháng là chúng tôi tổ chức đám cưới Cuộc sống hai vợ chồng tôi rất bình dị và hạnh phúc Thời gian yêu nhau Không nhiều Nhưng khi cưới về Tôi thấy vợ rất khéo léo Yêu chồng Và còn quan hệ tốt với gia đình anh trai tôi Tôi thực sự cảm ơn ông trời Đã cho tôi gặp được cô gái như vậy Cũng không đòi hỏi gì hơn Ngày vợ sinh con trai Tôi hồi hộp lắm Lúc ở trong bệnh viện tôi ngắm nó mãi Không biết chán Lúc ra viện gia đình anh trai ở nhà Cũng làm mâm cơm để chúc mừng Nhưng khi vừa đến cửa Mẹ ra bế cháu nội Bà phán luôn một câu Thằng bé trông giống anh trai con quá Chẳng giống con tí nào anh trai tôi đang đứng đó cũng nghe thấy xong Vội chạy lại để bế cháu Lời nói của mẹ làm tôi hậm hực Và rồi thấy hành động đon đả của anh trai tôi Bỗng nổi cơn ghen Tôi không giữ được bình tĩnh Đá luôn chiếc ghế trước mặt mình Vợ thấy tôi như vậy Cô ấy gào khóc Vì bảo bị xúc phạm Anh trai cũng nổi giận với tôi Gia đình tôi đang vui vẻ Bỗng như nổ tung Vì lời nói của mẹ Tối đến Tôi nằm nghĩ lại mới thấy mình vô lý Tự dưng lại mất bình tĩnh suy nghĩ tầm bậy Về vợ và anh trai mình như vậy Chỉ một chút nông nỗi Tôi đã đánh mất tình cảm mấy chục năm qua với anh Còn vợ thì đòi ly hôn với tôi Giờ tôi không biết phải làm sao Để hàn gắn lại các mối quan hệ trong gia đình Chuyện cháu trai giống bác là bình thường trong xã hội Mà sao tôi lại ngu muội thế không biết Hãy cho tôi một lời khuyên với vâng mong quý vị bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại